Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là một buổi chiều rất là thú vị các bạn. Hoàng hôn cũng sắp buông xuống núi rồi. Hôm nay mình bay những cái thước phim rất là đẹp luôn. Quá đẹp các bạn. Những cái nơi cực kỳ đẹp như thế này á, mà bữa giờ mình không có sắp xếp thời gian để mà trải nghiệm những cái điều thú vị như thế này luôn ấy. Đúng thật, có lỗi với bản thân mình quá các bạn ạ. Có chú chim nhỏ nhỏ đẹp chưa kìa. Tại trời tối rồi các bạn, mình phải về để còn thể dục thể thao ăn uống nữa các bạn. Bây giờ gần 5 giờ chiều rồi, mà bây giờ có một số người người ta bắt đầu đi tham quan cái khu du lịch này các bạn. Thời gian này là mình cũng chuẩn bị về rồi này, đang trên đường về. Chắc phải mất khoảng 30 phút để mình có thể về đến nhà các bạn. Bây giờ là mình chạy luôn chứ không phải là leo núi nữa. Thật là đẹp các bạn. Đường nó hơi nhỏ một xíu. Wow, trong chân mấy bạn nữ mà đi cái đường này hơi phía một xíu, nhưng mà đi với bạn bè với người yêu thì không có sao đâu này, bình thường này. Cái này người ta làm rất là chắc chắn, mà cái đường này các bạn nó không bị trơn, nó hay như vậy đấy, nó không bị trơn. Cái đá của nó rất là nhám, chứ ở một cái số cái vùng biển khác các bạn, những hòn đá rong rêu nó mọc nó rất là trơn luôn, đá nó không nhám mà mọi người. Còn dưới này này, nhưng không biết sao mà những cái viên đá núi này á, nó nhám cực kỳ luôn, mặc dù là mưa vậy là nước rất là nhiều luôn. Wow, người nào mà đứng câu ngoài kia các bạn, nước lớn á, sóng đánh lên rất là nguy hiểm luôn. Mặt trời xuống núi rồi các bạn, bên kia là thành phố của mình. Bây giờ đang trên con đường về đây. Về lúc nào thì cũng cảm giác nó nhấn hơn so với lúc đi các bạn. Lúc đi là cứ mong chờ cái điểm đến không à. Đến được điểm đến rồi, đứng ở nơi điểm đến rồi, về cái là thoải mái. Ui, rất là thú vị luôn. Mấy cái chỗ này mà đúng cắm trại là quá tuyệt vời luôn các bạn này. Tuyệt vời luôn, nghe tiếng sóng biển đấy, cách xa về thành phố kia quá đã quá. Hôm nay có một cái chỗ cái hang này các bạn này, ui đã đời luôn, quá đã đời luôn. Đợt mình cắm trại ở trên cái thủy điện nên cái tỉnh Wakayama các bạn, cắm đó mình cảm thấy nó hơi gần một xíu. Các bạn biết vì sao không? Tại vì cái vùng đất đó là cái vùng lần đầu tiên mình đi tới đầu tiên luôn. Cái địa hình đồi núi ở đó là mình chưa có trải nghiệm ở đó, cho nên khá là sợ các bạn. Sợ gì các bạn? Mình là sợ mấy con thú rừng ấy. Đấy, mấy con thú rừng buổi tối nó tại ở trong rừng luôn các bạn, trong rừng luôn mà. Nhưng mà cuối cùng là mấy anh em là đi kiếm rất là nhiều củi các bạn. Đi kiếm rất là nhiều củi và đốt lửa nướng đồ này kia. Đến 2 giờ sáng luôn. 2 giờ sáng các bạn. 2 giờ sáng mà lửa than nó còn đỏ sáng như vậy ấy, thì động vật có đi nữa thì nó cũng sợ, nó cũng đến các bạn. Ngày là ngày những cái vùng đất mới thôi, còn những cái vùng đất này thì mình quen rồi. Cày giống như là các bạn ở cái vùng đất nào lâu ấy, các bạn ở quê hương của các bạn ấy, thì các bạn lớn lên từ nhỏ đến lớn ấy, kiểu nó có cái sinh khí của các bạn ở cái vùng đất đó rồi. Quê hương con sông này kia,
Mình thì mình không mê tín dị đoan các bạn nhé. Đấy, những chỗ nào mà mình thân quen, thân thuộc á, thì cái cảm giác mình nó an toàn hơn thôi. Giờ này thì câu cá về là còn đẹp trai cho các bạn kìa. Giờ này thì câu cá về là đưa cá cho vợ nấu ăn là tuyệt vời rồi. Đó. Cá biển ở đây ăn ngon lắm các bạn. Cá biển ở chỗ mình khá là rẻ luôn. Chỗ mình được cái là cá và rau là khá rẻ hơn so với những cái vùng khác các bạn. Còn lại những thứ khác thì khá là mắc. Mát. Nhiệt độ bây giờ là tầm khoảng 14 độ các bạn. 14 độ nhưng mà mình vận động á, leo núi mà nóng phương phức luôn này. Ui ui, dễ sợ thật. Đây, bạn nào sau này mà qua Nhật đấy, có cơ hội thì ghé xuống tỉnh Mie của mình nhá, ở thành phố Kumano này, tham quan những cái điểm mà du lịch như thế này các bạn đấy. Mình thích đi du lịch những cái trải nghiệm như thế này các bạn. Còn những cái nơi mà nhà cao tầng phố xá đông vui á, mình thấy nó quá bình thường ấy rồi. Mình thích trải nghiệm ở thiên nhiên hơn. Có nhiều cái nó hùng vĩ á các bạn. Chứ không phải lúc cái hồi mình đi tàu ấy, mỗi lần mà tàu mà ghé vào những cái cảng lớn ở các nước á các bạn là to mò lắm. Cứ chạy lên là đi mua đồ. Hạt gì vậy ta? Đi mua đồ vậy là đi ăn. Hồi đó mới ra trường các bạn, sinh viên mới ra trường, cái gì nó cũng muốn cả. Mấy ông này phía hè đem cá về cho vợ nấu cho rồi. Ở Việt Nam là giờ này tầm khoảng 4:30-5 giờ chiều là ở những cái luồng biển đấy các bạn, những con tàu cá bây giờ ra khơi rồi, đến gần bờ các bạn, đã lắm. Bạn nào mà đi trải nghiệm những cái con tàu cá nhỏ ghé nhỏ như vậy ấy, ra cố mức các bạn, buổi tối rất là vui. Mình thích đi những cái trải nghiệm như vậy lắm kìa. Mình xin người ta đi các bạn đó, hoặc các bạn có thể gửi người ta một ít tiền đấy, ở những vùng quê giống như là ở Quảng Bình, ở Huế của mình ấy, thì nhiều người ta cho đi các bạn. Các bạn nói rồi, người ta là đi trải nghiệm này kia, rồi mua bia mua đồ rồi ra là chiến thôi các bạn. Đi trải nghiệm á, đi một đêm thôi chứ mấy, đêm luôn. Trẻ thỉnh thoảng có vài cái trải nghiệm như vậy nó thùng vui các bạn. Chỉ biết lúc nào mà có cơ hội nữa. Như mình mà hôm nay mà quyết định đi thì không biết khi nào mà đi luôn các bạn. Nói về á, cứ hay ran cái là bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định là mất tâm mất tích hết luôn. Thôi, chấp dày vô là đi thôi các bạn. Không nói nhiều. Đó, ra đây mát này. Thôi, tạm biệt quả núi này. Wow, con Ferrari của mình. Mấy túi kia nó về hết rồi các bạn. Có một chiếc Ferrari của mình nằm ở đấy thôi à. Về mà không rủ mình về gì cả. Kỳ thiệt. Mình leo ở đây xong mình nhảy xuống cũng được các bạn. Nhưng mà thôi. Đi theo con đường này. Đi đâu thì về đó. Đã chứ. Có mấy người lớn tuổi đam mê ghê. Mệt quá. Thôi không ham chơi nữa các bạn. Phải về thôi. Không ham chơi nữa. Ai chà. Không ham chơi nữa, về thôi. Đến lúc về rồi. Về với vợ với con rồi. Úi chà. Nóng quá, nóng luôn. Là nóng. Phải cởi áo ra mà các bạn. Nóng quá. Nóng ướt mồ hôi của mình luôn.
Nóng gì nóng già man. Ê, đổ mồ hôi hết luôn. Thiếu. Thiếu quá, thiếu quá, thiếu quá. Ngoài bộ đây được. Quá là quá nóng các bạn. Giờ về tập thể dục quả nữa. Hello, hello. Về thôi các bạn, bây giờ về thôi. Ôi. Con chìa khóa của mình đấy. Tuyệt. Thấy thế. Giờ mà chìa khóa tìm không ra nữa thì tuyệt vời luôn. Khuya đây các bạn. Giờ về là đẹp rồi. Đây. Giờ còn một con đường dài phía trước nữa kìa. Đơn giản đâu. Đường xá ở bên này. Leo núi mệt luôn. Ôi, chiếc xe đẹp cho các bạn. Hồi trước đây là một cái cảng cũ của các bạn. Đấy, cảng cũ nhưng mà giờ sao người ta không có khai thác nữa luôn. Nó chuyển sang cái cảng cá mới ở bên chỗ cái vịnh bên kia rồi. Xa hơn một xíu, cách khoảng 5 cây số ấy. Lên, cố lên nào. Bạn nào xuyên rừng sớm sớm chạy qua đó, coi người ta đi ghé vào các bạn, tàu cá bên này vào.